Trò chuyện đêm khuya. Xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya. Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta được phát định kỳ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 22 giờ đến 23 giờ và chương trình nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị từ 21 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu, tức là trước khi chương trình diễn ra trực tiếp một tiếng đồng hồ. Và với những trường hợp được chọn để tư vấn thì chương trình sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Vương Huyền xin được nhắc lại là thời gian nhận điện thoại của chúng ta là chỉ trước thời gian trực tiếp một tiếng đồng hồ, tức là từ 21 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu. Số điện thoại là 0839101101. Ngay bây giờ thì Vương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả đầu tiên của buổi tối hôm nay. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị. Em chào em ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Chị ở Long An ạ. Dạ, Long An. Hình như chị đang ở trong phòng kín đúng không? Đúng rồi, chị đang ở trong phòng. Ừ, mình trao đổi với chương trình thì có khó khăn gì không ạ? Không, không có khó khăn gì hết em ạ. Dạ, rồi. Nếu được thì chị mở cửa sổ ra dùm Phương Huyền. Tại vì nếu mà phòng mà nó kín quá thì cái âm thanh nó hơi bị tù túng một chút á. À, yeah. Dạ. Rồi, chị chia sẻ câu chuyện của mình ha. Nói chung là chị muốn hỏi gì chị Mai á. Dạ. Chán chút xíu về gia đình chị có... Chị cũng đã ly dị với xã chị lâu rồi. Dạ. Và không còn sinh sống nữa. Dạ. Thì có một số tài sản mà chị đã với anh đồng ý ký để lại cho các con. Dạ. Đó. Nhưng mà sau này thì đồng ý hết, khi ra tòa quyết định đồng ý hết để lại cho con. Nhưng mà khi đến khi mà việc số tài sản nó bán được á, thì anh ấy xin chia. Nhưng mà chị, ý chị là không phải là ông nói là công ông giữ, ông phải được hưởng một phần. Nhưng mà hồi đó là theo quyết định chị biết là chị ra tòa, chị đưa lại cái bản án hồi đó thì chị vẫn được chia cho con chị không. Tại vì đồng ý hết rồi, tòa án đã quyết định vậy rồi. Yeah. Nhưng mà đến bây giờ thì anh nói vậy, nhưng mà cái lương tâm chị nói thôi thì mình cứ kệ để cho anh thêm một phần cũng không sao. Yeah. À, chị nghĩ chia sớt đi cái số đồng tiền của con chị, như vậy không biết chị làm gì có đúng không? Về cái vấn đề pháp luật thì chị hiểu rồi, nhưng mà ở đây vẫn là cái trăn trở, cái suy nghĩ ở bên trong mình đúng không chị? Đúng rồi. Yeah. Chị nói ly dị lâu là bao lâu rồi ạ? Là khoảng cũng 20 năm rồi. 20 năm. Mà năm nay chị bao nhiêu rồi? Chị nay 50 rồi em ạ. Ồ, giọng chị còn trẻ quá. Nãy giờ Phương nghe không nghĩ là chị 50. Dạ. Vậy các con chị cũng đã lớn rồi chị ha? Đúng rồi, lớn dạ. Hết rồi. Mình có mấy cháu ạ? À? Mấy em ạ? À? 3 cháu em. Dạ. Là bây giờ các em thì đã đi học, đi làm như thế nào rồi? Nói chung là các em thì nó về nó cũng có công việc làm. Rồi nó cũng có tư riêng, nhà cửa chị cũng lo cho nó đàng hoàng rồi. À, dạ. Là có gia đình riêng hết rồi ạ? Có gia đình riêng, còn phần Úc thì nó vẫn ở với chị. Dạ. Còn ông xã chị thì có đi bước nữa không chị? Có đi bước nữa em. Dạ. Rồi chị... là cái vấn đề đó như vậy cơ bản thì cũng dễ hiểu ha. Là mọi chuyện thì đều đã rõ ràng. Ngay từ đầu thì đã thống nhất với nhau cái chuyện tài sản là để cho con. Nhưng mà bây giờ thì ông muốn chia một ít. Và mình thì mình hơi băn khoăn. Dạ, nên muốn gặp cô Mai. Rồi, vậy thì mình sẽ gặp cô Mai luôn chị ha. Rồi. Dạ, dạ vâng. Xin mời cô ạ. Chào Phương Huyền. Dạ. Chào em. Dạ, em chào chị Mai ạ. Dạ, em gọi chương trình từ đâu ạ? Dạ, em ở Long An chị. Dạ, ở Long An. Rồi, chú bao nhiêu tuổi em ha? Dạ, con xã em hả chị? Dạ. Dạ, ảnh nay 54 tuổi chị. Dạ, 54 tuổi, dạ. Hai dạ. Vợ chồng lấy nhau được bao lâu thì ly hôn ạ? Dạ, lấy nhau được cũng khoảng 15 năm là tụi em chia tay chị. Dạ, 15 năm thì chia tay được bao nhiêu lâu rồi ạ?
Dạ, nay cũng có ngoài gần 20 năm rồi chị. Ly hôn gần 20 năm ạ. Dạ. Dạ. Thế bây giờ vấn đề em bận tâm là gì? Dạ, nói chung là coi như là hồi đó em khi ra tòa ly dị chị, trước tài sản của em á, là em mới nói là bây giờ hai đứa đứa nào còn trẻ hết, thôi giờ cái tài sản đã có được thì về dựng cái đó bây giờ em đề nghị để hết lại cho con em sau này đó. Còn một số đó, còn một số chung thì em cũng nói rõ chị luôn á, là hồi chưa ly dị á thì hai đứa còn chung sống á, thì có một số em đã làm bằng khoáng thì cái đó hợp lý, còn cái mà em chưa kịp ra bằng khoáng thì em đã ly dị rồi, khi đó cái chừng đó em không không ra bằng khoáng được thì lên tòa án, là tòa án bác bỏ cái đó. Và gia đình bên chồng em thì nói là cái đó chỉ cho em làm thôi đó, thì em thấy cũng có cái phần hơi mâu thuẫn trong đó, nhưng mà em nghĩ theo lương tâm em nói thôi mình ở hiền gặp lành, em nghĩ vậy á, em cố gắng em phấn đấu em làm, em mới có nói với anh vậy. Khi em ra tòa án thì em thua anh thiệt, nhưng mà tòa án lương tâm em vẫn hơn anh, vì điều đó là em với anh á, không phải em biết mà gia đình dòng họ con em cũng biết là số đất đó em đã mua rồi, còn cái số mà em đã mua có bằng khoáng mà bây giờ chia là cái đó em bỏ qua em không nói với chị, em cứ nói với anh như vậy. Anh mới nói là bây giờ chứ hả, để em chia hết thì lấy đâu để nuôi ba mẹ. Em mới nói thì chẳng là anh nói để nuôi ba mẹ em không buồn, nhưng mà nói là cái đó của ba mẹ cho đưa làm em không đồng ý đó, rồi thì thôi em cũng bỏ qua mọi việc, nhưng mà em để lại cho anh làm. Từ ngày đó tới bây giờ là mười mấy 20 năm nay là anh vẫn canh tác trên miếng đất đó. Là tên của em. Dạ, tên tên hồi đó sổ đỏ thì nói chung vợ chồng sống thì chỉ có một người đứng sổ đỏ thôi chị. Rồi thì ai đứng tên? Dạ ông xã em đứng, tại vì hồi đó mình đâu có nghĩ là cái gì thì anh đứng, nhưng mà khi ra pháp lý Còn khi mà chia và thuộc phần của em á là chỉ bằng miệng thôi phải không dạ đúng rồi, ạ? dạ không, khi chia thì tòa án chia có giấy tờ hoàn chị. Như vậy thì chồng đứng tên nhưng mà đã có cái quyết định của tòa án thì Dạ nó thuộc có phần của định em đúng không? Rồi, thế là tôi hiểu đúng, rồi. Rồi sao nữa ạ? dạ dạ là tòa án quyết định là đồng ý, và em với anh cũng đồng ý ký tên chứ không có biên bản ngày hôm đó, rồi để lại hết cho con em. Nhưng mà đến bây giờ thì khi em bán được á thì anh nói là bây giờ không thể chia làm ba được, mà phải chia làm bốn cho anh một phần. Dạ Thì em cảm thấy bận lòng về cái này. Bao giờ chồng dạ em đã lập gia đình mới chưa? dạ dạ chị nói sao chị? Bây giờ chồng em đã có gia đình mới chưa? Dạ có, anh có gia đình mới rồi, anh có được một cháu, bây giờ Tức hiện là giờ nó bây giờ cũng học. em băn khoăn cái chuyện chia bốn mà có một phần của chồng em đúng không? Dạ đúng rồi, Thế thì cái này đó em đã trao đổi với chồng em là nó không có hợp lý không? dạ có, em có nói với anh, nhưng mà vậy thì anh nói ngang mà em, nếu mà em nghĩ là bây giờ mình làm ra thì em sẽ đưa cái giấy biên bản này đó ra thì anh sẽ không có được gì hết, mà em nghĩ lại là con em nó sẽ mất đi cái tình thương của cha nó vậy đó, rồi em nghĩ vậy. Rồi với hơn nữa là em nói bây giờ á, thôi em đồng ý cho anh chia làm bốn cũng được, nhưng mà cái số tài sản còn lại thì anh được quyền giữ gìn, anh làm khi nào mà sau này chết thì phải là chia tiếp nữa, chi tiết cho con em, tại vì cái số đất của em mua hồi đó đó chị, hồi đó mà em chưa được kịp đứng tên á thì bây giờ em cũng còn canh tác đó, Chồng thì em có chấp thuận không? lúc đầu là anh không chịu, anh không chịu, anh nói là khi nhận tiền là con của em nó phải ký hết thầy giúp vô đó, ký hết là không còn ý kiến gì hết, nói chung là tài sản của ông nội để lại anh cũng không chia luôn đó. Em thấy vậy em mới nói với các con em, là mấy đứa con em cũng lớn rồi, em nói thôi bây giờ mẹ cũng không muốn tham gia vô nhiều về vấn đề này, nhưng mà em cũng chỉ cho con em biết như vậy. Con em cũng nói là bây giờ tụi con đồng ý để lại cho ba, chứ cho mẹ kế sau này, nếu khi ba mẹ mà chết đi qua đời hả, còn ba mẹ còn sống mà bệnh hoạn ba mẹ có được quyền bán, như ba mẹ chết rồi thì đó tụi con phải được quyền thừa hưởng, để trả ra chia đều ra làm bốn Tức cho là mẹ cháu em sau nó đồng này. ý như vậy phải không ạ?
Dạ. Thế thì bây giờ em băn khoăn cái gì? Em băn khoăn là em nói không biết em giải quyết như vậy á, là mất tiền số tiền con em cũng khá hay, cũng hơi lớn lớn, em sợ biết nó có buồn Không bao em nhiêu tiền không, ạ? Không bao nhiêu hay tiền ạ? là lương tâm của em vậy có đúng không ấy chị? Dạ, tức là bây giờ một phần của chồng em là khoảng bao nhiêu ạ? Dạ cũng 400 mấy, gần 500 triệu ấy chị. Dạ, khoảng hơn 400 triệu. À. dạ À, dạ em có thấy rằng là em đã suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà con em nó cũng đã nói một điều rất là rõ ràng. Vậy thì tại sao cái việc mà em chia bốn, tức là để cho theo đề nghị của chồng em á, là cho một phần như vậy đó, sao em không nói chuyện với các cháu, là cái lời đề nghị của ba cháu như vậy? Dạ, có em có suy nghĩ và em cũng có mới nói gần đây. À, thì coi như mà ba đứa thì chỉ có một đứa thì nó chịu, còn hai đứa kia thì thấy nó không không nói gì hết, im im. Dạ. Nhưng mà nó không dám cãi lại em, nó cũng Dạ. Bởi vì vấn đề thế này em ạ. Con người mới là quý. Chồng em ly hôn đã 20 năm rồi. Em xét về cái quan hệ vợ chồng này khác là không còn. Nhưng mà vấn đề huyết thống thì vẫn là cha mẹ với con cái. Cho nên cái chuyện ở đây đó là em nghe các cháu nó nói rất là trưởng thành. Tức là nếu như sau này bố mẹ mà mất thì vấn đề là như thế. Còn ốm đau bệnh tật thì bố mẹ cứ tùy nghi để bán để mà lo, tức là các cháu nó cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên á, thì bây giờ cái vấn đề là em đồng ý chia lại một phần khoảng bằng ấy tiền, thì tốt nhất á, là thay vì em lấn cấn như vậy thì em nói chuyện thẳng thắn với các cháu và các cháu nó cho ý kiến, bởi vì đó là quyền lợi của các cháu, hợp pháp là như thế, của em và các cháu. Cho nên em phải tôn trọng các cháu bằng cách là em phải đặt vấn đề với các cháu để cho các cháu nó có một cái gọi là cái nói thế nào nhỉ, nó có một cái gọi là cái ý kiến đó. Và khi các cháu nó đồng thuận thì cái việc mà em có đưa lại cho chồng em bằng ấy tiền thì nó cũng chẳng đáng là gì, và sau này cái người vợ sau của chồng em cũng cũng rất là rõ ràng về cái chuyện đó. Và tốt nhất là khi mà nhận nó là phải có cái sự xác nhận của chồng em về cái vấn đề tiền. Cô xin lỗi, bởi vì sao ạ? Có thể là cái số tiền này so với một số những gia đình khác nó là một tài sản lớn đó em. Nếu sau thì em cũng vẫn có à, đối với em có thể nó chưa phải là món tiền lớn nhất, nhưng cái quan trọng ở đây khi người ta đã cố tình như vậy và em cũng thấy rằng là có một cái chút nghĩa trong này, em muốn chia, chứ còn về mặt luật pháp là không cần, đúng không em? Về luật pháp là không có cái lý gì để phải chia hết á, nhưng mà nếu các cháu nó đồng thuận thì em cứ giải quyết theo cái mà em suy nghĩ, còn nếu như cháu nó chưa sẵn sàng thì em cũng học rõ để cho chồng em biết là không phải là do em hẹp hòi, đúng không ạ? Đó. Chứ còn bây giờ mà em lại cứ suy nghĩ như vậy rồi cái gì em cũng giải quyết, nhưng mà thực tế em lại cứ lấn cấn trong lòng như vậy thì vừa tiền mất mà tật mang. Chi bằng Em ta họp cho như thật lạ ha, ta họp công khai các cháu và bố các cháu để cho các cháu nó có ý kiến, vì đấy là ba ruột của cháu mà, các cháu cũng biết đó là không đúng ha, về mặt luật pháp là không đúng, nhưng mà về cái mặt tình nghĩa đó thì khi mà em đã có cái lời đề nghị như vậy thì nếu như các cháu nó đồng thuận hết thì chồng em cũng hiểu cho em, mà nếu như các cháu nó không đồng thuận thì chồng em cũng hiểu không phải là do em. Cho nên phải có một cái sự tôn trọng về 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 cái việc các cháu bây giờ nó trưởng thành hết rồi. Cháu lớn của em là bao nhiêu tuổi ạ? À? Cháu lớn nhất đấy. Dạ, cái lớn em 30 chị. Dạ, cháu út. Dạ, trước này là 26 tuổi chị. Dạ, như vậy là các cháu nó lớn hết rồi. Và đây là cái phần nó trực tiếp nó thuộc vào quyền lợi của cháu và các cháu. Cho nên mình không thể nào là mình thờ ơ hoặc là mình hỏi cho lấy chiếu lệ rồi mình tự mình quyết định em ha. Cái mà em lấn cấn là do em cảm thấy nó hình như nó có gì nó chưa thỏa đáng Đúng rồi đó. Mà em. chưa thỏa đáng là chưa thỏa đáng với các cháu, đúng không ạ? Dạ. Đó, cho nên bây giờ vấn đề nó cũng đừng làm nó phức tạp quá lên em ha. Bởi vì Dạ em đúng cứ rồi, mời em ba chỉ cháu, là. dạ em mời ba cháu về với lại chồng cũ của em về và nói cái nguyện vọng của chồng em là như thế. Thế bây giờ các con có đồng ý không? Nếu đồng ý thì mẹ sẽ giải quyết. Còn nếu các con không đồng ý thì mẹ tôn trọng. Thế thôi. Như vậy rõ ràng là chồng em cũng không thể nào trách em được nếu các cháu nó không đồng thuận. Đó. Ừ, em công khai em làm cái đó để tránh cái tiếng là em không không giải quyết. Em hình dung không ạ? Ừ. Còn nếu như các cháu nó đồng thuận thì thôi em đâu có lỗi gì đâu. Các cháu nó cũng thoải mái mà mình cũng thoải mái. Em mới nghĩ là không biết em nghĩ trong lương tâm của em á, Dạ. em cứ nghĩ là thôi kệ mình, cứ em cũng có nói với thằng con út em á, thôi mình coi như là ở hiền gặp lành, con cứ thuận buồm xuôi gió cho mọi chuyện nó suôn sẻ đi,
để cho có gia đình cho nó chia sẻ cho nó hòa thuận, chứ bây giờ chẳng cái vì đồng tiền mà mất đi hết tất cả tình nghĩa gia tộc dòng họ cha con gì kia nọ. Em cũng có hết sơ như vậy, thấy nó thì nó cũng thì thôi, mày nói vậy con thấy cũng cũng được. Dạ. Nhưng mà còn anh với chị không biết sao. Đó, cho nên em đừng có nói riêng nữa ha, mà nên có tôn trọng của cả ba cháu, sau này bảo chứ vậy là mẹ làm áp lực cho con. Đừng đừng gây áp lực cho cháu, phải không ạ? Mà cái này nên công khai, tôi nghĩ là công khai là tốt nhất Em chỉ ạ. muốn là cho gia đình nó vui vẻ thôi. Dạ, thành ra là nếu mà mình nói với cháu út như vậy thì có khi lòng nó không có thuận mà nó miễn cưỡng nó phải nghe lời mình thôi. Cho nên em cố gắng làm sao đó để giải quyết mọi chuyện cho nó hợp lý với các cháu ha. Đừng để cho các cháu nó cảm giác nó bị ấm ức. Chứ nếu thật sự ra cái chuyện này mà nó thông suốt thì chắc em đâu có gọi chương trình làm gì. Đúng rồi, em thấy cảm thấy em cứ trong trong lòng em thấy cũng hơi có cái gì á, hơi cũng có khó chịu. Em kính ra đài thường em muốn hỏi thăm chị thì em quyết định thì có đúng không không? Thì cái tình cảm ở đây mình chẳng còn, nhưng mà rõ ràng cái nghĩa đó thì em cũng vì nghĩ đó là ba của các cháu cho nên em mới giải quyết như vậy ha. Và khi em giải quyết như vậy thì rõ ràng ở đây nó cũng có một cái điều không phải là nghịch lý, mà cái này nó chỉ thuần vì tình cảm thì em làm như vậy. Còn lại tất cả mọi cái thì tôi chỉ nói với em một điều rất đơn giản thôi. Vì các cháu nó trưởng thành hết rồi cho nên mình không thể nào hỏi riêng từng cháu, mà nên công khai để sau này các cháu nó thuận thì nó vui, mà nó không thuận thì chồng em cũng không bị cái gọi là cái nghĩ xấu cho em được nhá. Đó, và cho nên là em hãy 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 làm một cái việc mà rất nhẹ nhàng mà công minh bạch, chồng em không thể nào trách em được, đúng không? Nếu thuận thì càng vui, mà nếu không thuận chồng em cũng hiểu là em không có phải là cái người áp đặt con lên con đó. Thì như vậy là em thông rồi ha. À, có gì thì em cứ giải quyết, và nên nhớ rằng các cháu bây giờ nó trưởng thành và mình tôn trọng các cháu, hoàn toàn cho các cháu nó có quyền tham gia vào cái việc quyết định này. Chào em nhé. Đây. Em cảm ơn chị Mai nhiều. Dạ không có gì ạ. Dạ. Vâng. Câu chuyện của chị thì thực sự là nó cũng không quá phức tạp, nhưng mà với chương trình thì thực sự rất rất cảm ơn chị đã giống như là có một cái phần đó là tin yêu chương trình để mà gọi đến chương trình chia sẻ cái nỗi lòng mình, những cái lúc mà mình băn khoăn khó xử. Dù chị cũng đã hiểu cái chuyện là về mặt pháp lý thì như vậy thì không không có nhiều vấn đề để bàn, nhưng mà về tình cảm thì chị muốn làm sao cho thật là thoải mái. Và qua cái cách chia sẻ vừa rồi, hướng dẫn vừa rồi của cô Mai, thì mong là chị cũng sớm sắp xếp một cái cuộc họp gia đình để có thể cùng ngồi lại với nhau. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, Dạ. xin chào chị ạ. Dạ. Mình đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ, em ở Đồng Tháp. Dạ. Vâng, Phương Huyền, cô Mai và thính giả đang nghe đây ạ. À, câu chuyện của mình như thế nào ạ? Dạ, em có câu chuyện của nó như em có quen người bạn đó chị. Nhưng mà cũng đây cũng 3 năm mà, gần 3 năm. Rồi cũng như em thì cũng có tính tới gì đó. Rồi cái hoàn cảnh thì bạn em á, thì cậu em á, thì bạn em thì sống có nên à, rồi cậu em á, thì cậu của bạn em á tính có người bằng mai rồi gì á chỉ, nhưng mà ông cậu á thì chịu, còn bạn em không có chịu. Rồi cái ổng mới ép là ổng cho cũng như uống thuốc ngủ gì á, rồi cho người đó vô ngủ, nhưng mà ngủ không à chứ không có làm gì. Rồi cái bạn em mới hay á, mới đòi đi thưa, rồi cái ổng nhốt luôn, rồi không có đi đâu được hết chị. Rồi ổng quýnh, rồi xỉu. Rồi giờ á, rồi cái ổng lấy giấy ổng đi đăng ký kết hôn á. Rồi bây giờ người đó nói là giờ là vợ rồi, còn cái giấy, có cái giấy kết hôn đó. Rồi cái giờ bạn em giờ không biết làm gì, rồi giờ em cũng không biết làm sao. Rồi
Em muốn gặp cô Mai, em xin lời khuyên gì á. Đi đăng ký kết hôn mà không có người đó. Dạ. Là vậy thì phải có một cái lý do gì thì mới có thể đăng ký kết hôn được chứ, đúng không ạ? Dạ, cái đó là tại vì người đó làm việc đó chị. Thì người đó quen biết gì đó đúng không? Là mới lách được cái chuyện đó. Dạ. Ông cũng như là ông cậu của bạn em ha, Dạ. thì có quen với ông ở ngoài tỉnh, Dạ. cũng bạn thân, rồi cái Rồi. người coi á là cháu của ông đó, Ừ, rồi nhưng phương hiểu mà rồi. cái người lại cứ bạn em á là cũng là một sĩ quan. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 32, 32 tuổi. Mình đang làm công việc gì ha? em làm ruộng vậy. Còn bạn gái thì bao nhiêu? Dạ 28. 28. Có ở gần nhau không ạ? Dạ ở xa chưa. Xa là bao xa? Dạ ở dưới Sóc Trăng nữa. Bây giờ cái vấn đề là đã trên giấy tờ là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ. Dạ. Và bây giờ hiện tại thì hai người có thể liên lạc được với nhau không? Dạ còn liên lạc chưa. Dạ. Rồi, câu chuyện của mình nó cũng hơi phức tạp ha. Dạ. Dạ, mình sẽ trò chuyện trực tiếp với cô Mai ạ. Dạ, xin Dạ mời em cô. cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Alo. Dạ con, dạ cô Mai. Chào con. Cô có chỗ chưa hiểu con ạ. Cô nhắc lại cái này có đúng không ha? Con quen một bạn gái 3 năm. Con Dạ. làm ruộng, còn bạn gái con làm gì? Dạ làm nghề uống tóc. Con tóc. Con quen 3 năm và dự định tiến hôn nhân. Thì bạn gái sống một mình, có nghĩa là bạn gái không còn cha mẹ phải không ạ? Dạ. Dạ. Rồi cậu của bạn gái không chịu gả cho con. Dạ không phải, là cũng như là lúc bạn gái của con đó con, tại vì có ở dưới đó có cái phong tục gì mà ở chùa mà làm xin tội cho cha mẹ 5 năm á, Dạ. thì cũng có hẹn là hết hạn đó, rồi mấy con mới xuống, nhưng mà chưa có hết nữa là ông cậu ông ép gì á. Ông cậu cố tình cho bạn gái uống thuốc ngủ rồi cho một người khác uống ngủ chung mà người đó là sĩ quan. Dạ. Có đúng không? Chính xác không? Dạ chính xác. Rồi, rồi bây giờ cái đăng ký kết hôn đó là ở đâu làm? Dạ ở xã. Ở xã. Hiện giờ bạn gái đang ở đâu ạ? Dạ ở ở huyện Trần Đề á, à, Không, tỉnh Sóc nhưng mà Trăng á. bạn gái hiện nay đang vẫn ở Sóc Trăng phải không ạ? Dạ. Dạ, con muốn hỏi cô điều gì? Dạ như con hỏi cô giờ đó, như như hai đứa con giờ làm sao đó cô? Vấn đề ở đây bạn gái con kiên quyết đến gọi như là lập gia đình với con không? Dạ có. Thế còn cái giấy đăng ký kết hôn đó là bạn gái có ra để mà ký nhận Dạ không. không? Rồi là bây giờ con hỏi cô là làm như thế nào? Trong khi hai tụi con là xác định yêu nhau đúng Dạ. không? Cái này thì ở dưới chỗ con đó, có luật sư không? Ở dưới Sóc Dạ. Trăng có luật sư không? Giấy kết hôn mà con. Có luật sư không? Dạ không. Tại Con vì cần con cũng ở dưới quê á. dạ thì con cần phải đến luật sư để con tư vấn, con hiểu không? Tư Dạ. vấn bạn gái được tư vấn để vì cái tình trạng nó đăng ký kết hôn là phải có ký nhận đàng hoàng, không ai cũng Dạ. thay mình được hết. Còn nếu cái đăng ký kết hôn đó mà chữ ký của người khác không phải là chữ ký của bạn con thì coi như cái đăng ký kết hôn nó vô hiệu hóa, không có giá trị. Còn cho nên là vì cô nó không gặp trực tiếp bạn gái con cho nên là con nói với bạn gái con là hỏi một là tư pháp phường hỏi cái nơi mà đăng ký ký kết hôn á là Dạ. cái tờ giấy đăng ký kết hôn này tôi không có ký mà tại sao lại có cái giấy đăng ký kết hôn này thì chắc chắn là Dạ chữ ký của mình nó khác, không có thể giống được. thì con nói cô vậy nè, thì bạn gái con cũng nói gan cô vậy đó, nhưng mà ông cậu á với cái người đó đó nói á, là lúc trước á thì chịu, còn bây giờ không chịu, và bạn Bây giờ gái cô con không mới nói tới kêu cái á. chuyện, bây giờ cô không nói là vấn đề chịu hay không chịu mà vấn đề là pháp lý. Cái tờ giấy đăng ký kết hôn để ra được cái tờ đó thì phải có cái sự khai coi như là khai báo của hai bên rồi sau đó có sự có ký trước mặt ủy ban. Cho nên đâu có phải tự nhiên mình làm không được mà nếu không có chữ ký của bạn con thì coi như là vô hiệu hóa. Đó, thì Rồi nếu mấy mà con sợ mà bạn gái con không có nói được á lại với cậu con á, cậu của bạn gái đó thì con phải nói với bạn gái hỏi luật sư
rồi mình ra thẳng tư pháp để mình giải quyết vấn đề này, khi mà kiểm tra lại là được thôi, không có gì hết ạ. Chứ một phần nữa con giờ đi đâu á, à, cũng có người theo sát sát chân con, Cô không nói có với đi con đâu được được này, chứ. cái thứ nhất á, bạn gái con năm nay 28 tuổi rồi, không phải là trẻ vị thành niên. Đó. Cái chuyện mà cậu cậu của bạn gái đó muốn tốt cho cháu gái mình, nhưng mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi, mình đâu có thể quyết định hôn nhân thay cho người khác. Và cái nữa đó, ở đây cô đang lưu ý một điều, nếu đúng người đó là sĩ quan mà không nắm được luật này mà làm như vậy là sai lắm đó, đúng không? Dạ thì cũng có rồi, bạn con nó mới đem gửi ra ngoài tỉnh á, tại vì người đó là làm ở huyện, mà lúc mà bị ông cậu nhốt quýnh á, rồi con mới kêu á hơi điện công an vào cái điện điện xong rồi ra ngoài á, rồi cái người mà sĩ quan đó đó nói ừ cái số điện thoại đó đó nó điện ra thì thôi khỏi vô, thì có gì á thì người đó chịu đó. Rồi cái con mới kêu thôi mới điện ra ngoài tỉnh lấy số điện thoại khác, điện điện ra ngoài cho hai người vô, rồi hai người vô đó gặp ổng, Hai người là hai người nào? dạ hai người làm việc á cũng như công an á, Vâng. rồi cái gặp ổng, cái ổng cầm cái dao ổng ra muốn gì á, rồi vô đây là tao chém, rồi á, cái ổng mới nói á hai thằng bay muốn gì á, kêu cái cấp lớn của hai thằng bay vô đây nè, chứ ta không có làm gì mà Cô phải xin lỗi con, bắt làm tao sao con chứ. biết được chuyện này? Làm sao con biết được chuyện này? Dạ vì bạn con kể á con. Và cho tới bây giờ thì chuyện nó vẫn là có cái tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng mà bạn gái con hoàn toàn không ký gì hết, và cái người mà kết hôn với lại bạn con là một sĩ quan, đúng không ạ? Cho nên bây giờ đó là cô nói với con điều này, bạn gái con năm nay 28 tuổi rồi, không thể nào để cho cậu con nhốt như vậy được. Cái chuyện nó nghe nó không có bình thường, trừ khi là bạn gái con đồng thuận chứ làm sao có thể nhốt được. À, sống trong xã hội là công dân thì phải có luật pháp chứ. Dạ thì cũng có, nhưng mà lúc đó rồi á là ổng nhốt luôn không đi đâu được chứ, Bây giờ thì cũng bạn như gái con ở đâu? nhà. Ở nhà sao? Bạn gái con ở nhà sao? Ở nhà, Ở nhà bạn gái con sao? nhưng mà bây giờ không có nhốt được, không có nhốt nữa, Thế cũng thì như là giờ giờ đứa sao? ra Bây giờ cửa tính sao làm là sao? có hai ba người đi theo vậy đó. Thế bây giờ con là bạn trai thì con muốn hỏi cô điều gì về cái vấn đề mà đăng ký kết hôn mà không hợp pháp thì coi như nó không hợp lệ, miễn là mình có quyền mình đệ đơn lên, mình nói rõ cái vấn đề này thì cái chuyện đó về mặt luật pháp nó rõ ràng, không có vấn đề gì. Nhưng cái quan trọng tiếp theo đó là bản thân con là bạn trai, con hỏi cô như vậy nhưng mà cái gì con cũng nắm rõ, con chỉ nghe như vậy thôi. Thì con trao đổi với bạn gái con, nếu bạn gái con thực sự yêu thương con và bây giờ bạn gái con không có cha còn cha mẹ thì bạn gái vẫn có thể được bên gia đình con tác hợp, không sao cả, nếu tụi con thực sự yêu thương nhau. Cái vấn đề đấy nó không gì phức tạp, mà cái quan trọng ở đây đó là nếu như bạn gái con chưa hề ký vào cái tờ giấy đăng ký kết hôn thì xem như cái đó không có hợp lệ. Còn chuyện ông cậu ông cấm như vậy thì bây giờ bạn con phải có một cái cách để mà đi ra khỏi nhà chứ, làm sao mà lại, đâu phải là em bé, hai ba người hay 10 người đi chăng nữa thì con là bạn trai, con không báo cáo được với địa phương sao? Làm sao có cái chuyện nghe nó có vẻ giống như là ở một cái nơi nào đó không hề có luật pháp, không hề gì hết vậy? Hả? Cho nên cái này con phải hiểu đúng thì con sẽ bảo vệ được bạn gái con. Còn nếu mà con cứ như thế này thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết. Dạ con cũng nói với bạn gái con á là con đi xuống dưới gì đó, còn cái người đó mới hâm á là nói á, con mà đi xuống dưới á là đã thừa là dụ dỗ vợ là đòi bắt con. Rồi bây giờ như thế này, nếu con đã hiểu luật rồi thì con không đặt vấn đề này ra nữa. Cái thứ nhất con là trai chưa vợ, bạn gái con là gái chưa chồng. Và cái thứ hai nữa, không thể để cho ông cậu đó ông áp bức cái kiểu như vậy vì đó là sai luật. Vấn đề còn lại là gì? Bạn gái con chỉ tìm cách đi ra khỏi cái nơi đó vậy thôi, rồi khi mà đi ra khỏi nơi đó rồi thì cần thiết á, mình sẽ nhờ luật pháp, bởi vì cái chuyện này nó rất là rõ ràng. Và con nhớ rằng nếu đúng là cái ông sĩ quan đó mà lại làm một cái sai luật như vậy thì hoàn toàn nó sai chồng sai rồi. Vì vậy cho nên con phải hiểu, vì cái cách đặt vấn đề của con nó lại cho chứng tỏ một điều là con không chịu nhận ra đâu là vấn đề mà nó phải quan tâm. Những cái điều con đặt ra không có phải bận tâm nữa, bởi vì cái quan trọng là bạn gái con không ký. Bây giờ bạn gái con không đồng ý thì bạn gái con đi ra khỏi nơi cư trú đó và bạn gái con được quyền có pháp luật bảo vệ.
có tình yêu của con đàng hoàng chân chính, trai chưa vợ gái chưa chồng đâu có sao đâu, đúng không ạ? Dạ. Vấn đề mình phải hiểu đúng thì luật pháp mới bảo vệ mình được, còn nếu mình không hiểu đúng thì cô nói trước không ai bảo vệ mình hết nhé con. Dạ. Rồi, chào con. Tối hôm nay thì có hai câu chuyện là lại là cái vấn đề nó liên quan tới vấn đề luật pháp, và về cái điều này thì bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ, bởi vì khi mà mình nắm chắc được luật và cái phần đúng thì vẫn đang nghiêng về phía bạn gái của bạn, mình nắm chắc được những cái đó thì mình sẽ có cách, có cái lý lẽ để mà bảo vệ. Và quan trọng nhất là cái người bạn gái này có thực sự là muốn đến với mình, và muốn từ bỏ cái tình cảm không có chân chính kia, cái câu chuyện mà bị ép cái chuyện kết hôn mà không do mình ký. Và khi mà hai người đi đến quyết tâm thì mình nghĩ là hai người phải tìm hiểu cho thật kỹ để mà có cách giải quyết được vấn đề, và nếu được thì mình tìm hiểu thêm, hỏi thêm xem là chắc chắn là ở đâu thì cũng sẽ có cái văn phòng luật sư thôi, mình tìm đến để nhờ họ tư vấn thêm cái vấn đề này cho nó kỹ. Vâng, quý vị đang cùng theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình của chúng ta nếu những ai không thể nghe qua radio thì quý vị cũng có thể nghe trên trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn. Còn khi tải ứng dụng VOH Radio về điện thoại di động hay là iPad thì chúng ta có thể nghe chương trình dù ở bất cứ nơi đâu. Chương trình của chúng ta như đã nhắc thì chỉ nhận điện thoại từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Bây giờ Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả thứ ba của buổi tối hôm nay ạ. Alo. Hello, em chào chị Phương Huyền. Dạ, xin chào anh. Dạ, em có chuyện muốn nhờ cô Mai tư vấn á. Dạ, anh cứ nói đi ạ. Dạ, em là có quen bạn gái hiện nay nó làm được 4 năm rồi. Dạ. Dạ, thì đợt trước là tụi em quen nhau được 3 năm thì cũng trong chuyện tình có cãi vã nhau á. Dạ. Thì người đó về quê, thì về quê xong lấy chồng mới tháng 9 vừa rồi á chị về. Dạ. Rồi xong rồi đến mới khách tháng tháng mấy đây à, thì cô có liên hệ với em lại á. Dạ. Nói là hai vợ chồng thì nọ giờ chia tay rồi, giờ muốn quen lại em, thì trong giờ hồi đó giờ em cũng đang còn thương cô đó bỏ không được, mà giờ thì em cũng biết làm sao nữa. Vì chưa nói, không dám nói với gia đình là nói cô ấy có chồng rồi á. Dạ. Nhưng mà cái lý do hai người chia tay để cô ấy đi lấy chồng là sao? Thật kiểu như đợt trước là hai bên có cãi vã nhau trong chuyện tình á. Dạ. Thì em cũng buông ra câu chữ thề này nọ với cô mới về quê. Dạ. Về quê thì tháng 9 năm ngoái thì cô như vậy là cô kết lấy hôn gần được chồng. một năm rồi đúng không? Dạ, Thì dạ. bây giờ khoảng một tháng trở lại đây cô liên lạc lại. Dạ. Dạ. Và hiện tại thì cô nói là hai vợ chồng không hạnh phúc thôi, còn cái tình trạng hôn nhân là sao? Đã Dạ ly dị chưa hay là sao? thì đang ở trong tháng, nghe cô nói là thì cuối tháng 8 này, là cuối tháng 8 này mới ra tòa, Dạ. xong rồi đầu tháng 9, là cô ấy mới gọi vào trong đây với em á. Dạ. Vậy là cô vẫn chưa có con. Dạ chưa. Dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi ha? Dạ năm nay em 28 rồi. Ừ, còn cô nhiêu? Cô năm nay 23. 23. Dạ. À, công việc của mình như thế nào? Dạ thì em làm cho công ty á chị, À. làm bên điện lạnh đó chị. Dạ. Nãy mình nói là cũng lo một phần gia đình, tình cảm thì còn. Dạ. Trong suốt một năm mà cô về cô lấy chồng ấy, thì hai người có bao giờ liên lạc với nhau không? Thì cũng có nhắn tin, thì nói nhắn tin coi như là bạn bè vậy á. Dạ. Và Xong cái khoảng mới thời gian đó thì bạn không quen ai? dạ không chị. Ừ. Bây giờ thực sự với bản thân mình thì mình vẫn còn muốn quay lại với cái tình cảm đó đúng không? Dạ muốn, mà nhưng mà giờ em không biết làm sao, nên nói với gia đình biết là cô ấy có chồng hay là Ừ. như Băn khoăn là băn khoăn về phía gia đình mình thôi, hay là bản nào. thân mình vẫn còn lấn cấn cái điều gì đó?
Thì em cũng có một phần lấn cấn, không biết là em chưa hiểu rõ nguyên nhân đời chồng trước của cô ấy sao mà hai người mới lấy là chia tay. Mình cũng cần phải biết là nó như thế nào đúng không? Dạ, vậy từ lúc mà cô liên lạc lại 1 tháng vừa rồi thì hai người liên lạc thường xuyên không? Dạ thường xuyên chị, thì tối nào em đi làm về nhắn tin gọi chị với em ấy. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ trực tiếp trò chuyện với cô Mai. Dạ, xin mời cô. Alo. Dạ. Dạ, cho Phương Huyền kết nối. Cô Dạ. chào con. Dạ cô. Con chào cô Mai ạ. Dạ, con gọi cho chương trình từ đâu hả con? Dạ con ở thành phố cô Mai. Dạ. Con đang làm công việc gì con nhỉ? Dạ con làm bên Bình Lãnh đó con. Dạ. Bên bạn, còn người yêu con làm gì? Dạ người yêu Người con yêu thì của đi đang làm công ty. con. Ừ, làm công ty. À, bây giờ cô đang ở tỉnh nào ạ? Ở Thái Bình. Ở Thái Bình. Dạ. Các con quen nhau 4 năm thì đã chung sống với nhau như vợ chồng chưa? Dạ chưa con. Dạ. Chưa hề quan hệ với nhau, và chỉ vì cô giận con cái lời chịu thề thôi. Cái vì trong đợt con làm ở dưới gần nhà thì công việc nó áp lực quá, cố gọi điện để con hai bên cãi cọ nhau này nọ, con đang là câu chữ thề thì cô ấy về quê không. Dạ. Và sau đó là lập gia đình ngay. Thế hai người đã có đăng ký kết hôn chưa con? Dạ có rồi con. Dạ. Họ đăng ký kết hôn với nhau, và bây giờ thì cuối tháng 8 này họ lấy quyết định ly hôn đúng không ạ? Cô hỏi thật con là con vừa rồi con nói chuyện với chị Phương Huyền là con nói là con có còn liên lạc thường xuyên. Thế thì con nghĩ sao khi mà người yêu cũ đi lấy chồng mà vẫn còn liên lạc với con? Cái đó là con coi như là kiểu đợt trước là con đi lấy chồng á thì hai bên nhắn tin là nói là giờ coi như là anh em kết nghĩa, thì con cũng có liên lạc với chồng của người đó thì con nói là coi như là tình cảm anh em này nọ thôi chứ không có vấn đề gì hết. Tức là trước đó thì cứ coi nhau như anh em. Nhưng mà 1 tháng nay thì sao ạ? Thì cô cũng nghe cô nói là bên hai người không hợp nhau này nọ chia tay, thì cô ấy cũng mới nói giờ em với anh quay lại với nhau đó có được không, thì cô cũng có nói là tình cảm từ đó giờ anh dành cho em là thật chứ sao cũng được, giờ muốn quay lại cũng được. Con muốn quay lại, nhưng mà thực lòng con chỉ sợ gia đình không chấp nhận thôi sao? Theo con là con có dám nói sự thật với gia đình là cô đã từng kết Thì hôn? con cũng thường còn lượng lượng con mới nhờ lên chương trình tư vấn giùm con á, không biết giờ con không biết nói mà lại bên gia đình cũng đồng ý thì con không biết làm sao quá. Bây giờ nó có cái này con ạ. Cái thứ nhất á, là con sợ gia đình không chấp thuận là vì cô ấy đã lập gia đình đúng không con? Còn bản thân con á, thì con sợ là không biết là con sẽ nói như thế nào. Nó làm sao với gia đình, thì sự thật đó là sự thật thôi, bởi vì con không thể che giấu được đúng không Thì giờ con? con nói mà sợ bên con nó còn sợ gia Bây đình giờ cũng đồng ý á. cô đang nói là nếu như mà mình không nói sau này các con thành vợ thành chồng mà bố mẹ biết được thì sẽ vậy, sẽ mang cái tiếng là mình không có trung thực, và cái người mà lãnh hậu quả là chính là cái người mà con lấy. Con hiểu ý cô nói không? Cho nên hãy nói một cách đàng hoàng rõ ràng. Nếu gia đình chấp thuận thì mọi chuyện rất là tốt, đúng không con? Còn nếu như không á, thì con phải thuyết phục, phải có thời gian để thuyết phục. Thì giờ thằng cô nói là người cả tháng 9 là cô bảo người yêu bảo giờ con không biết sao. Vấn đề quan trọng ở đây đó là cô thấy con tình yêu trong con nó không có mạnh mẽ. Và nữa cô nói con đừng có giận. Có thể khả năng á, là con sẽ có một cái chuyện gọi là con phân vân, và một lúc nào đó con cũng thấy là con thiệt thòi là bởi vì cô đã từng lập gia đình rồi bây giờ mới mới đến quay lại với con. Con hiểu không? Thì con hồi trước đã mới quay lại thì con có hỏi cô ấy tại hỏi về nguyên nhân sau hai bên vợ chồng chia tay á, thì cô cũng nói là bên tưởng là chồng không có nghe lời của người yêu con á, toàn nghe lời bên gia đình không á, thì mới là chia tay nhau thì nó không hợp chia tay. Vấn đề quan trọng ở đây đó, hộ cuộc hôn nhân của họ chia tay, họ không ở với nhau. Mình cần biết để mình rút kinh nghiệm, nhưng mà không có nghĩa là biết để rồi con có thể quên được ngay. Mà thậm chí khi mà cơm lành canh ngọt, liệu con có vượt qua được không? Đó là những điều con phải nghĩ tới.
Và ngay cả bây giờ nếu tình yêu con đủ lớn dành cho cô thì chắc là con phân vân. Con hiểu không? Con sẽ không phân vân. Nhưng nếu như mà con cứ tiếp tục phân vân như thế này, có nghĩa là tình yêu không đủ sức để mà bảo vệ. Bây giờ tiếp con không biết sao nữa mà. Giờ con không biết làm sao nữa. Chia tay thì con nỡ lòng nào hả cô? Vấn đề đây á, cô nói rồi với con đó, tình yêu nó không phải là thương hại. Không thể nói là nỡ hay không nỡ. Đúng không ạ? Dạ. Vấn đề phải thực sự có yêu nhau hay không, và con có vượt được cái rào cản là cô đã từng lập gia đình được không? Chứ lúc bình thường thì thấy dễ lắm, nhưng mà cái lúc mà cơm không lành canh không ngọt, liệu con có vượt qua được không? Đó là những cái chuyện con phải suy nghĩ, phải cân nhắc. Và cái quan trọng nhất là lúc này nè, con chưa đủ cái khả năng để mà bảo vệ được cái cuộc hôn nhân này, thì làm sao mà con có thể kéo dài được? Con sợ là con nói chuyện với bố mẹ không được, rồi bố mẹ không bằng lòng thì sao? Thì có nghĩa là bản thân con cũng không tin vào cái mối tình này, đúng không? Thế nếu mà tình yêu của con nó đủ lớn thì chắc có lẽ là con sẽ làm mọi cách để con vượt qua chứ. Vì sự thật đó là sự thật, tôi không thể dối lừa cha mẹ được. Vì ta cũng tháng 9 này cô sắp cuốn sách tự vào á, mà giờ con vào ở đây thì cần phải dẫn về nhà thì không biết làm sao á giờ. Vấn đề quan trọng ở đây là con á, con có yêu thật không, và con có cùng cô ấy để bảo vệ cái tình cảm đó không? Dạ thì con có thật lòng với cô ấy á. Con thật lòng với cô ấy thì tại sao con chưa gì con đã sợ là bố mẹ không chấp thuận? Bố mẹ có thể một lúc đầu nghe tin như vậy là không chấp thuận, nhưng mà con thuyết phục và con yêu thật, con chứng minh cho cha mẹ đây là cái tình cảm của con, thì chắc chắn là cha mẹ cũng sẽ tác hợp cho thôi. Còn nếu mà con dối thì nó sẽ không đạt được cái điều gì hết. Con mà lừa dối là sẽ không đạt được cái điều gì cả. Cho nên vấn đề ở đây không phải là sợ cô ấy, mà bản thân con sẽ như thế nào. Con có dứt khoát được không? Và khi con lấy rồi thì con phải tôn trọng, chứ con không thể nào có cái chuyện mà thiếu cái sự tôn trọng nhau. Con hiểu không? Cho nên bây giờ con phải thẩm định lại cái tình yêu của mình, nó có đủ sức để mà vượt qua những cái tầm thường nó không? Nếu thực sự bỏ qua được những chuyện đó, tại vì ví dụ trước giờ tụi con đã từng chung sống với nhau rồi, bây giờ cô đi lấy chồng thì cái chuyện này tương đối mà dễ dàng. Còn xưa giờ con chưa hề từng quan hệ gì cả. Con thấy thế không nào? Bây giờ cô đi lập gia đình, vậy liệu con có vượt qua được cái chuyện là cô đã từng lập gia đình, bây giờ cô quay lại với mình hay không? Đó là con phải hỏi bản thân con. Thứ hai nữa là khi mà con nói với cha mẹ, nếu cha mẹ không chấp thuận như vậy thì con sẽ làm gì? Con có bảo vệ tình yêu của mình được không? Bây giờ con trưởng thành rồi, phải thuyết phục cha mẹ thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ đầu tiên là mình giấu, mình không nói gì cả, thì sau này cha mẹ cũng biết, từ một đời chồng mà. Và trong kết hôn của con cũng sẽ là kết hôn lần thứ hai, vợ con sẽ là kết hôn lần thứ hai, đúng không ạ? Cho nên từ cái chuyện đó mà nếu mà mình cứ giấu thì khởi đầu bằng sự giấu giếm như vậy là không được rồi. Mà cái sự thật thì bao giờ nó cũng là sự thật thôi ạ. Đó. Nên sự thật đó nó giúp cho con vượt qua được mọi thứ. Nhưng mà nếu như con không đủ cái tình yêu, đủ bản lĩnh thì sẽ không có xảy cái chuyện mà nếu mà bố mẹ con mà không đồng ý, cái là con bắt đầu chao đậu, chao đảo. Thì làm sao con bảo vệ được cái tình yêu của mình? Vì cô bé con cũng là con một trong nhà. Dạ. Xem ra giờ... con có vẻ là con một là con trai một, có phải không ạ? Dạ. Có mấy anh chị em, mới mấy chị em? Dạ có hai người. Có hai người thôi. Em hay chị ạ? Dạ chị. Chị. Đấy, cô đang nói với con như vậy, rất là con phải lưu ý cái điều này, và con càng phải nói thật với cha mẹ. Quan điểm của cô là chuyện gì bắt đầu từ sự chân thành. Sự thật bây giờ cũng là sự thật. Thì con cũng sợ cô ấy vào rồi nên xong đem về nhà thì ba mẹ không có đồng ý này nọ, muốn tội nghiệp cho cô ấy. Cô đang nói với con là khoan hẳn nói tới cái chuyện là cha mẹ đồng ý hay không đồng ý. Có thể lúc đầu là bố mẹ con phản đối đấy, nhưng sau đó các con phải làm gì để bảo vệ tình cảm của mình, đòi hỏi cái chuyện giữa con và cô ấy có bền tâm bền chí với nhau hay không. Chứ cha mẹ chắc chắn là nghe là thấy là không thuận rồi, tại vì ta lại lấy một người đã từng có gia đình, phải không ạ? Đó. Cho nên bây giờ đó là cô nói rằng là cái quan trọng nhất đó, đây là bố mẹ con chứ không phải bố mẹ cô ấy. Cho nên bản thân con phải có một cái khả năng để mà con bảo vệ được cái người mình yêu, và cũng có khả năng để thuyết phục gia đình. Con có nghĩ như vậy không? Đó. Dạ, thì con cũng nghĩ mà giờ không biết con mấy bữa nay con phân vân không biết là con phải làm như thế nào nữa. Đó thì cô đang nói với con là nếu con hỏi cô thì quan điểm của cô là cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là đối với cha mẹ là càng không được lừa dối. Sự thật là sự thật thôi.
Con cảm ơn cô Mai nha. Cho nên cô nói con là nếu mà cô có vào thì lúc đó là cô là người độc thân, sau ly hôn cô là người độc thân, đúng không ạ? Và khi mà cô là người độc thân, con là người độc thân thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu mà nói với cha mẹ thì con phải lường trước là cha mẹ sẽ có những cái phản ứng. Nhưng với điều kiện là con và cô ấy cùng yêu nhau thì vượt qua cái thử thách đi. Và khi vượt qua thử thách thì sao ạ? Thì con sẽ có một cái gọi là sẽ bảo vệ được cái tình cảm của mình thôi. Còn nếu như mà con vẫn thấy là con có cái nhược điểm, có cái gì đó, con không có dám vượt qua cái sự cản trở, đây là đặt giả thiết ấy, chứ lỡ bố mẹ con đồng ý thì sao? Con cũng không biết làm sao, mấy bữa nay con phân vân này, con không có câu. Cho nên cô chỉ nói với con rằng thôi con hãy về tất cả mọi cái đó, con suy nghĩ lại, nếu đúng con yêu thật thì con sẽ có cái lý do để bảo vệ cái tình yêu này. Và không phải là hãy cứ nói thật với bố mẹ là đòi hỏi bố mẹ tác hợp ngay, mà phải cho bố mẹ có thời gian, và mình cũng phải có cái thời gian chứng minh rằng tình yêu của mình là son sắt. Thì lúc đó mới có thể thuyết phục bố mẹ, con hiểu không? Con và cô ấy phải đồng lòng đồng dạ với nhau, với điều kiện là cô phải thực sự là người độc thân hợp pháp trước mặt pháp luật con nhé. Cảm ơn cô Mai. Thời gian của chương trình thì chúng ta còn rất ít, nên là Phương Huyền sẽ dành thời gian cho thính giả cuối cùng của buổi tối hôm nay. Alo. Em chào chị ạ. Bạn đang gọi tới từ đâu ạ? Em đang ở quận 12 chị. Mình vào câu chuyện luôn ha, vì mình còn ít thời gian lắm. Em xin nhớ là em và ảnh lấy nhau từ hồi năm 2010 tới giờ chị. Cũng đã được mấy năm, nhưng mà ảnh cứ bắt em ở quê là phải lo gia đình. Em cũng về dưới đó lo gia đình cho ảnh, rồi chăm sóc mẹ với ảnh vậy đó. Nhưng mà mẹ ảnh bệnh rồi, nhà không có tiền nữa chị. Nhưng mà ba mẹ ảnh là không cho em đi làm. Thì tới chừng ở nhà không xây được tiền nữa, tại thiếu nợ nhiều quá tiền lời rồi nữa. Rồi tới em mới tới năm 2013 thì em mới lên đây làm được nửa năm. Mới trả dần được bớt nợ thì ba mẹ anh lại bắt về dưới quê không cho đi làm nữa. Xong cái em không chịu, em mới đi lên ăn Tết xong em mới lên đây làm. Em làm em ở trên đây em không về, em cũng kêu anh ở lại trên đây làm á chị, mà anh không chịu. Anh bỏ em với lại con ở lại trên đây. Rồi anh đi về dưới anh lo cho ba mẹ ảnh, rồi em dẫn con về gửi cho mẹ, rồi mẹ nuôi, rồi em ở trong em đi làm. Tới tháng trước thì mẹ ảnh mất á, rồi em cũng nói với ảnh là em không dám về dưới, về dưới là gia đình ảnh bắt con em lại á. Em nói là phải hứa với em á, thì không bắt con lại để em dẫn con đi thì em mới dẫn về, chứ còn nếu không thì em không dám dẫn về. Nhưng mà ở dưới thì lại nói là không hứa được, nên kêu em thì thôi đừng có về nữa. Em cũng không về, em cũng không dám về. Thì sau khi mẹ anh mất xong thì anh lại quay ra anh đổ lỗi là tại em này kia rồi đó chị. Rồi anh nói em là không làm tròn này nọ, rồi anh đòi lên bắt con, rồi anh hăm dọa đủ thứ hết đó. Em cũng không biết bây giờ phải làm sao, em muốn ly dị với ảnh, nhưng mà ảnh lại không, có lúc thì ảnh đồng ý, lúc thì ảnh không đồng ý, rồi ảnh làm đủ thứ hết á chị. Ông xã mình đang ở quê à? Mấy hồi ảnh ở quê rồi mẹ mất được một tháng thì bắt đầu ảnh lên đây. Anh nói với em là ảnh ở Bình Dương. Anh ở Bình Dương, nhưng mà ảnh nói là dù ở Bình Dương nhưng mà ông vẫn theo dõi cuộc sống em ở đây. Em cũng không biết là ảnh ở đâu, nhưng hôm qua em vô tình gặp được ảnh ở chợ á chị. Tình gặp ảnh ở chợ, ảnh đi làm chung với ông anh ba, nhưng mà ảnh lại nói xạo với em là ảnh ở Bình Dương. Là ảnh ở chợ gần chỗ mình, ở quận 12 luôn. Quê là ở đâu ạ? Quê ở Cà Mau chị ạ. Bé của mình được mấy tuổi rồi? Bé của em được 4 tuổi chị. Bé trai bé gái? Dạ bé trai chị. Hiện tại bây giờ là bé đang ở với mẹ hay là sao? Em gửi cho bà ngoại, bởi vì lúc anh bỏ em lên đây là anh lên đây ở, nhưng mà anh không có ở trên lên đây, em kêu ở làm, anh không ở, anh về dưới anh bỏ em lại đây, em không có phòng trọ, không có gì hết á. Em phải tự mình đi kiếm, em không thể dẫn con theo được, nên em phải dẫn về gửi cho mẹ. Mẹ đang ở em đâu? Làm bà ngoại đang ở đâu? Dạ mẹ em ở Bình Thuận chị. Là hai vợ chồng sống chung với nhau được bao nhiêu lâu? Lúc đó hai chồng em sống khoảng 3 năm. Rồi bây giờ mình trò chuyện trực tiếp với cô Mai ạ. Xin mời cô. Cảm ơn cô Huyền. Alo, chào con. Con chào cô ạ.
Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 26 tuổi. Chồng con bao nhiêu tuổi? Dạ chồng con bằng tuổi con. Dạ, các con làm việc gì con? Dạ lúc trước thì con đi làm công nhân, ảnh cũng vậy cô. Dạ, đang làm công nhân. Thế bây giờ con làm gì? Dạ con cũng là công nhân, con đi may. Dạ, cho cô hỏi thăm là lý do vì sao con muốn ly hôn chồng? Dạ ảnh lúc trước ảnh không chịu đi làm cô, về quê là ảnh không làm gì hết, ảnh cũng ở Về Cà nhà Mau thôi mà không làm không gì con? ra tiền cả. Về Cà Mau không con? Dạ về Cà Mau mà ảnh là con út đó cô, nên được ba Dạ. mẹ cưng lắm, rồi Dạ. ảnh làm gì cũng không không cứ ba mẹ cứ bắt ở nhà đó rồi phụng dưỡng ba mẹ thôi chứ không cho đi làm cô. Dạ. Thế trước khi tìm hiểu con có biết chuyện này không? Lúc trước thì vợ chồng con ở trên đây, còn ở trên đây thì ba mẹ anh cũng hứa cưới xong cho ở trên đây, nhưng mà ở nhà dưới thì lúc đó là cũng trọng nam khinh nữ đó cô, Dạ. nghe con thư âm sanh được con trai thì không cho con về nhà mẹ con sanh nữa, mà cha chồng con lên đây dẫn con bắt con phải về dưới đó ở để sanh thì mới được, con năn nỉ quá trời luôn mà cũng không chịu, rồi bắt về dưới ở sanh mà không cho đi làm nữa cô ạ, bắt thì vợ chồng phải ở dưới luôn tới giờ. Dạ, ở dưới luôn cho tới khi mà mẹ con mẹ mẹ chồng con qua đời đúng không ạ? Dạ ở luôn tới chừng mẹ con bệnh, nó có tới mẹ con bệnh cũng khoảng mấy năm rồi không có tiền xoay sở nữa, thì tới nửa năm 2013 là cho vợ chồng con lên thành phố để làm gửi tiền về trả nợ. Dạ. Là mẹ con mất lúc nào? Mẹ con mất khoảng một tháng tháng khoảng tháng rưỡi trước ạ. Mới đây thôi phải không ạ? Dạ. Dạ mới Mẹ đây con thôi. có nói rằng cái chuyện mà đưa cháu về thì chịu tang bà thì sợ là nếu nó bắt 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 cháu phải không ạ? Dạ thì chế hai gọi điện kêu con về thì con cũng nói như vậy đó, nhưng mà chế hai nói là chế không đảm bảo đâu, dẫn về thì chế cũng ở dưới đây lu bu lắm, cha với lại Hoàng Anh là chế không có đảm bảo, chế nói như vậy. Dạ. Như vậy là cuối cùng là con không có về chịu tang là cháu cũng Dạ vậy. thì chế nói là khi nào mất á, thì chế điện để báo tin là em nhớ ngày thôi, còn khỏi dẫn cháu về, chế hai Dạ. nói như vậy. Rồi, như vậy bây giờ đó là con thì con muốn ly hôn nhưng mà chồng con thì không muốn ly hôn. Lý do Dạ cho con lúc hỏi thì là ảnh vì đồng ý, nhưng lúc thì ảnh lại không đồng ý, và ảnh cứ không có, ảnh không có lập trường. con nói rằng là chồng con bị hiện nay không làm gì hết đúng không? Dạ bây giờ thì ảnh đã đi làm rồi, khi mẹ anh mất rồi ảnh ở nhà được một tháng ảnh đi làm ạ. Ảnh làm này còn lên, ảnh lên thành phố này khoảng được nửa tháng rồi con. À, bây giờ là anh cái quan trọng là hai vợ chồng có gặp nhau có đối thoại với nhau Dạ không cô, anh vợ chồng con hồi đó giờ không bao giờ nói chuyện được cô, con nói muốn nói chuyện với ảnh thì ảnh lại cứ quát mắng, ảnh không bao giờ nói chuyện đàng hoàng được, ảnh không muốn nghe cô ạ, ảnh không bao giờ để cho con nói gì hết. vậy thì bây giờ cái quan trọng ở đây đó là con thấy có sống với chồng con nó còn hạnh phúc không có còn tình yêu không? Dạ không cô, con ảnh không có lo được cho con, con hoàn toàn không có còn tin tưởng ảnh nữa. Yeah. Và bây giờ đó thì hai vợ chồng cũng chưa có một cái nơi nào ổn định hết á. Con thì gửi bà ngoại Bình Thuận, vợ Dạ nơi chồng một nẻo đúng không? dạ Thực lòng bây giờ con có còn tình yêu với chồng không? dạ không cô ạ. Yeah. Nếu mà không thì nó đã có hai vợ chồng mà dù chồng con bây giờ có muốn hàn gắn mà con không dứt khoát không như vậy thì vẫn Là giải quyết ly tại hôn con thì cũng cho vẫn có ảnh thể nhiều thực hiện cơ được. hội rồi cô à, rồi lúc trước Dạ. con kêu ảnh lên đây ở làm, nếu mà làm lấy kiếm ra được tiền á, thì khoảng một tháng á, con suy nghĩ lại, nhưng ảnh không chịu, ảnh lên làm được khoảng 20 ngày thì ảnh lại đi về dưới nữa, ảnh không chịu ở, anh lên hai lần nhưng mà ảnh vẫn đi về dưới, anh không ở lại cô. Cái quan trọng ở đây bây giờ mình không nói ai phải ai đúng nữa mà con có Dạ nói rằng là con không có còn tình yêu đúng không ạ? vâng ạ. Đó. Và vấn đề quan trọng ở đây đó là tụi con tìm hiểu nhau lấy nhau cũng chưa bao lâu, tuổi thì con rất là trẻ, bây giờ con 26 mà lấy nhau 5 năm có nghĩa là đã, lúc đó con cưới mới 21 tuổi thôi, Dạ. và tất cả những cái gì các con đến với nhau thì rất là vội vã đó, và cũng chẳng tìm hiểu kỹ lưỡng về cái gia cảnh của nhau cũng như cái điều kiện sống của nhau. Thế bây giờ đó là những cái hậu quả mà mình phải gánh khi mà đến kết hôn mà không có gọi là không có một cái sự tìm hiểu cho nó kỹ càng. Bây giờ vấn đề còn lại á là con cần phải gặp chồng con để nói cho rõ ràng, bởi vì cưới nhau thì có đàng hoàng trầu cau cưới hỏi, thì bây giờ mình muốn ra đi mình muốn ly hôn đó mình cũng phải gặp gỡ đàng hoàng. Còn nếu như chồng con từ chối không chịu gặp thì lúc đó con có quyền đơn phương ly hôn. Nhưng mà Dạ. dẫu sao chăng nữa thì cái điều mà cô muốn nói, cái điều này quan trọng hơn. Nếu con đã cho nhiều cơ hội mà chồng con không có trách nhiệm với bản thân mình, là không đi làm cũng chẳng có tạo dựng cái cơ hội để mà còn nuôi con nữa đó, thế chả lẽ bây giờ các con cứ tưởng tượng cho mình cứ gửi mãi cho cháu cho bà ngoại hoài đâu có được phải không con?
đúng không ạ? Và mình cũng nhớ con nữa rồi, phải dạy con là cái phần mình là phần chính. Cho nên bây giờ các con phải ngồi nói chuyện lại với nhau một lần cho nó rõ ràng. Nếu thực sự còn tình cảm, còn cho nhau cơ hội thì hãy về chồng đâu vợ đó và đón con lên để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nếu không á thì phải giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Chứ nếu như bây giờ mà cứ chồng không phải vợ cũng không mà lại còn pháp luật thì vẫn là vợ chồng thì nó rất là rắc rối. Và sau đó con cũng rất là bị động trong vấn đề tổ chức cuộc sống gia đình. Cho nên con hãy suy nghĩ lại cho kỹ, nếu thực sự con kiên quyết con nói rằng con không còn tình yêu nữa thì rõ ràng không ai ép con sống cả. Vì hôn nhân nó phải đạt được mục đích, đây là hạnh phúc của hai người. Đó. Thì bây giờ con phải trò chuyện, nếu mà chồng con không nghe thì cô chỉ nói với con một điều rất đơn giản. Nói bằng lời không được thì viết thư. Đó nè, để cho chồng con đọc và suy nghĩ và sau đó gặp. Mà nếu chồng con cũng không chịu gặp nữa thì con có cái quyền trình bày trước tòa cái điều mà đơn phương ly hôn. Thì đó là một vài cái cô gợi ý. Nhưng mà cô cũng nói luôn với con điều này. Hình như con sống với gia đình chồng cũng không được vui vẻ lắm phải không? Dạ đúng rồi cô ạ. Ở lúc về mẹ chồng con không cho con giữ tiền. Mẹ con chỉ nói là làm đưa tiền hết cho mẹ, mẹ cho lại xài. Nhưng mà hầu như là không có cô ạ. Bởi vì mẹ con bệnh rồi, ảnh đâu có làm gì ra tiền đâu, rồi ảnh không bao giờ cho con tiền, con không có một thứ nào để xoay sở được hết. Rồi ba mẹ chồng cũng bắt con ở nhà nấu cơm thôi, giữ con, rồi con nó rất là khổ tâm, bởi vì con có thể đi làm được nhưng mà lại không cho con đi làm, con Và không cuối có cùng muốn là vậy. cả gia đình bế tắc. Dạ thì cả gia đình bế tắc luôn, còn con lên đây làm nửa năm là tất cả tiền con đều gửi về dưới trả nợ hết, con không có đồng nào hết. Tết mà con về con cũng không sắm được cho con bộ đồ nào hết, nhưng ba mẹ chồng con hoàn toàn không hiểu. Cứ nói là con dâu, con út là phải đi làm nuôi ba mẹ, chừng nào ba mẹ Cô mất hiểu. thì mới có được lấy riêng thôi cô. Cô hiểu rằng là cái tập tục là con trai út là phải có cái trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, và cái điều mình phụng dưỡng cha mẹ thì đó là cái điều đạo lý, không có vấn đề gì. Nhưng mà vì cái cách tổ chức cuộc sống gia đình nó không phù hợp, cho nên cuối cùng cả gia đình, đại gia đình lâm vào cảnh bế Dạ, tắc. thì con Không cũng phải biết gì, chỉ có con mình. kêu anh đi làm bên này thì gửi tiền về để cho mẹ phụ tiền uống thuốc vào này kia, chứ ở nhà đâu có ai làm ra tiền đâu. Nhưng mà anh lại không chịu như vậy, anh nói là giờ ba mẹ bệnh nhà không ai lo, phải ở nhà đó mà lo, anh tự Cuối xoay cùng nhưng á, mà anh là đâu bây có giờ làm mẹ đã được mất cô. rồi, đúng không con? Dạ mẹ Là con mẹ mới đã mất. mất và không giải quyết được vấn đề gì hết. Và cái quan trọng nhất bây giờ là con phải có trách nhiệm với cháu trai, tức là con của con á. Cho Dạ nên thì là lần con nào mới phải. con một mình nuôi nó mang một năm mấy nè, anh không hề hỏi thăm tới con luôn cô ạ. Anh không hề lên thăm con, cũng không hề hỏi thăm Bây tới giờ con thôi, gì thời hết. gian nó không còn nữa, cô chỉ nói với con điều này. Là con nói là vợ chồng con không có nói chuyện với nhau được, thì cái việc mà con ghi lại những cái lời đề nghị của con về cái đời sống gia đình của tụi con á, con ghi lại tất cả thành cái lá thư, và vừa gửi thư vừa nói chuyện. Mà nếu chồng con vẫn cứ từ chối, không có gặp gỡ, không có gì hết, thì lúc đó con có quyền đưa đơn ra tòa. Khi con làm tất cả rồi mà không được nữa thì con có quyền làm cái điều đó, con hiểu không? Dạ Đó, cho nên bây giờ đó cô chỉ nói với con rằng là cái mà cô bận tâm nhất là đừng để cháu nó xa mẹ lâu quá. Đấy con. dạ con cũng Cố muốn gắng. đón nó vô đây, nhưng mà ảnh thì nói lúc này bữa anh nói là nếu mà mẹ anh mất như vậy là anh gặp con là anh sẽ không tha thứ, anh nó không biết vui hay buồn mà anh cũng không có để cho con sống nữa, anh Rồi, làm cho bây con giờ rất mình là sẽ sợ tính cô. ra ha. Nó có một khả năng nữa mà cô thấy rằng con có nêu ra đó, là con không có ngại đi làm. Con làm gì con có thể làm được. Nếu như mà con Dạ bị chồng con hâm dọa như vậy đó, thì khả năng có thể con sẽ về quê con. Dạ Nói thì con cũng nói chứ đang định là con sẽ chuyển ra Phan Thiết để ở làm ở về, ngoài đó, đúng nhà con rồi, về đón quê con con trai con ra. để gia đình con được bảo vệ con và con được gần con. Sau khi nó yên lành thì sau này á, cái khả năng con muốn đi đâu, con muốn làm gì ở đâu đó là quyền của con. Ha, trong lúc này đó thì con nên giải quyết vấn đề cho nó rõ ràng về luật pháp, về hôn nhân. Còn cái chuyện con quyết định ở đâu và như thế nào thì cứ đợi vấn đề thời gian thôi. Ha con ha. Dạ À, chào con, chúc dạ con xin sáng cảm suốt. ơn cô ạ. Ừ, Dạ chào vâng. con. À, như vậy là thời gian dành cho chương trình tối hôm nay cũng không còn nữa rồi. Bốn câu chuyện đã kể đến chương trình với những cái hoàn cảnh, đúng là người ta nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, và cái câu chuyện nào thì nó cũng để lại những cái suy nghĩ, những cái trăn trở da diết, đặc biệt là với những người trong cuộc. Đến đây thì Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tối thứ sáu của tuần sau, cũng từ 22 giờ đến 23 giờ trên làn sóng FM 99,9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.